Ok, em lại chào các bác nhé. Báo cáo với các bác, nay em làm cái video này để em kiểm tra con chúa của em cho người đàn này các bạn này. Kiểm tra xem thử con chúa sau khi chia đến thời điểm bây giờ là cũng được 7-8 ngày rồi các bác ạ. Đấy, bây giờ kiểm tra lại xem thử con chúa nó đã đẻ chứ nhá. Xem thử con chúa nó phối có thành công hay không. Thì báo cáo với các bác là đây các bác này, đàn này. Và cái đàn này là lúc trước là một đàn nha các bác, lúc trước là một đàn. Đàn 4 câu thì em chia đôi ra. Thì đàn này là con chúa cũ. Đàn này là con chúa mới. Thì tính đến thời điểm hiện tại là cũng được 7-8 ngày rồi sau khi chia rồi. Đấy thì em sẽ kiểm tra, bây giờ kiểm tra xem thử chúa mới nó nở ra, nó đã đẻ chưa nhá. Phải xong cho nó một tí khói đã. Bây giờ thời tiết bên ngoài gió khá to các bạn. Rồi kiểm tra xem thử nó đẻ chưa. Ô, các bác ơi, có một tin vui đấy là con chúa nó đã phối thành công đấy nha các bác. Con chúa nó phối thành công rồi, nó đẻ rồi nhá. Đấy, đã có trứng rồi. Thậm chí là có một đôi cái lỗ tổ là nó có nhộng luôn rồi. Đấy, thì như thế là cái đàn này đã ok nha các bác. Đàn ông này ok rồi. Ta không ngại cái vấn đề gì nữa. Đấy, như thế là cơ bản yên tâm nha các bác. Em thì không biết ở các bác thế nào, chứ ở chỗ em thì nguồn cũng tốt. Cho nên là cái biện pháp vượt hè của em là đối với những đàn nào mà đông quân là em sẽ chia và em sẽ thay chỗ mới nha các bác. Đấy, khi mà có chỗ mới vào thì báo cáo với các bác là con chúa nó đẻ thì đàn ông của chúng ta sẽ rất nhanh để phát triển nha các bác, nhanh phát triển. Đây. Thì có thể chỗ các bác thì để giúp đàn ông vượt hè thì đặc biệt là các bác ở ngoài Bắc ấy, mùa hè này rất là nắng và thường là cái điểm đàn ông của chúng ta là nó cũng không được mát. Đây. Cho nên là một số bác là hay cho ông ăn phấn này rồi thì cho ông ăn các cái loại bột, các chất dinh dưỡng để kích đẻ đấy. Thì đấy cũng là một cách làm nha các bác, nhưng mà nó tùy thuộc vào từng chỗ, tùy thuộc vào cái tình hình thực tế của từng đàn ông thôi, để chúng ta có những cách làm cho nó phù hợp nha các bác. Thì cách làm của em là như thế. Em không cho ăn ạ, không cho ông ăn bất cứ gì cả. Đấy, mà em sẽ thay chúa nha các bác. Đấy, rất may mắn là chỗ em nó nguồn tốt, cho nên là em làm báo cáo các bác là thay chúa đàn nào là ok đàn đấy các bác. Đấy, thì đấy là cách làm của em như thế, để em xin phép chia sẻ cho các bác này. Chúng ta cùng nhau đưa những đàn ông của mình nó mạnh để vượt hè dễ dàng nha các bác. Còn các bác ai có ý kiến cũng như là có cái kinh nghiệm nào hay thì các bác có thể chia sẻ bên dưới nha các bác. Thôi em xin phép chào các bác rồi đã. Hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo nhé.